vốn dĩ trong bản chất của chúng ta, thích lùng sục niềm hứng khởi trong những gì không ngờ được và niềm khát khao vô tận để trải nghiệm những gì cao hơn thường ngày. Yamava Resort and Casino at San Manuel sẽ trao tặng một chiếc Audi e-tron GT 2024 mỗi thứ năm trong tháng 8. Chơi với thẻ Club Serrano để tích lũy điểm thưởng và bạn có thể lái về nhà chiếc xe thuần điện sang trọng này. Chi tiết tại Yamava.com và trên 21 tuổi để vào dòng bài, xin đánh bạc có trách nhiệm. Chúng tôi trân trọng giới thiệu Bosa Dental 1800 nha khoa đã phục vụ Đồng Hưng, quận Cam hơn 30 năm qua. Phòng mạch mới tân trang, thoải mái, sạch sẽ và tối tân. Bác sĩ ưu tú, tận tâm, tốt nghiệp từ các trường danh tiếng tại Hoa Kỳ. Chúng tôi có bác sĩ chuyên khoa về răng giả, toàn hàm, implant và niềng răng. Văn phòng mở cửa 7 ngày trong tuần. Trường hợp khẩn cấp đến khám không cần lấy hẹn trước. Chúng tôi xin mời quý vị đến tham khảo cấy răng và niềng răng miễn phí. Giờ mở cửa thứ hai đến thứ sáu 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều, thứ bảy và chủ nhật 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Kính mời. Sức khỏe là nền tảng của một cuộc sống an bình, hạnh phúc. Nhưng nếu bạn bị ốm đau, bạn sẽ làm gì? Bạn cần tìm được một bác sĩ tận tâm, có kinh nghiệm chữa bệnh và chăm sóc cho người Việt, hiểu văn hóa và phong tục người Việt, không ngần ngại khám bệnh cho bạn tại phòng mạch tư gia, nơi hưu dưỡng hay tại bệnh viện. Tổ hợp y tế Choice One lựa chọn đầu tiên cho sức khỏe của bạn vì các bác sĩ chăm sóc cho bạn như chính thân nhân trong gia đình. Kính thưa quý vị, Jin và Kim Thu trân trọng giới thiệu vàng rồng năm số 9 có in hình bản đồ Việt Nam tốt nhất, bán lại được giá cao nhất. Bảo đảm vàng đúng tuổi nhất, để dành vàng mau giàu nhất, cần tiền bán lại nhanh nhất. Muốn biết giá, hỏi tiệm vàng Jin là hay nhất. Bảo đảm giá rẻ nhất. Vàng là thuốc tiên, trị bệnh nghèo, công hiệu nhất. Đặc biệt hộp xoàn GIA, chúng tôi bớt từ 20 đến 40%. Ai cần tiền, muốn bán vàng và hộp xoàn, Jin mua lại giá thật cao. Cũ, hư, bể cũng mua. Cảm ơn quý khách thương yêu và ủng hộ chúng tôi trên 35 năm qua. Chọn mã gửi vàng, chọn tiệm mua xoàn, xin chọn tiệm vàng Jin và Kim Thu. Chân thành cảm tạ toàn thể quý vị. Trung tâm S&P tự hào tiếp nối di sản của những người cha sáng lập bác sĩ Peter Lady và bác sĩ Tín. Các loại dầu khuynh diệp BST Eucalyptus Oil, dầu siêu nhiệt Ultra Heat, dầu thiên đường hay dầu bạc hà Peppermint Oil hoàn toàn thiên nhiên, được bào chế bằng dược thảo từ lá khuynh diệp, Tea Tree Oil và bạc hà, sản xuất tại Hoa Kỳ, đã được cầu chứng nhiều năm qua, giữ đúng theo tiêu chuẩn y tế Hoa Kỳ. Hiệu nghiệm cho rất nhiều triệu chứng và bệnh như ho, tức ngực, cảm cúm, đau nhức, trầm cảm, diệt khuẩn v.v. bằng cách xoa bóp, hít thở, cạo gió, xông hơi cho nam, nữ, người trẻ cũng như người già. Các loại dầu có tiếng của Trung tâm Dinh dưỡng S&P rất thích hợp cho mọi người với mọi loại thời tiết quanh năm. Muốn mua các loại dầu tốt làm bằng dược thảo thiên nhiên nhưng rất công hiệu của Trung tâm Dinh dưỡng S&P, xin gọi số 714-903-2225, 714-903-2225. Tôi chính thức lên tiếng để cảm ơn tất cả anh chị em đã quảng đại giúp đỡ cho các giám mục linh mục hưu dưỡng Việt Nam trong 15 năm qua. Đó chính là một cái niềm an ủi cho tất cả các vị mục tử sau một đời hoạt động. Bây giờ đến lúc nghỉ ngơi cũng được vui tươi phần nào. Những cái đồng tiền của quý vị cũng là đồng tiền của mồ hôi nước mắt của bao nhiêu cung khó. Nhưng mà quý vị cũng đã nghĩ tới các linh mục già yếu, bệnh tật để có một cái chút đóng góp vào các quỹ tương trợ. Sự trợ giúp của quỹ hưu dưỡng các linh mục là một niềm an ủi, nâng đỡ cho các ngài về tinh thần, về vật chất. Mặc dù các ngài cao niên về hưu, nhưng các ngài không bị quên lãng bởi vì vẫn được rất nhiều người cầu nguyện cho và nâng đỡ về tinh thần cũng như vật chất. Tôi cũng xin một lần nữa gửi lời kêu gọi đến tất cả các thầy ân nhân. Suốt thời gian qua đã giúp đỡ các linh mục hưu dưỡng và trong tương lai cũng sẽ tiếp tục giúp đỡ. Trước tiên là tôi tạ ơn Chúa vì Chúa cho mọi người thương những kẻ về hưu nhiều hơn, rồi cho những người đó đó mỗi ngày góp phần vô để nuôi dưỡng những kẻ về hưu nhiều hơn, trong số đó có tôi. Xem đài Việt Nam America TV, yeah!